Xin chào mọi người. Thì hôm nay Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu xe nhập khẩu. Một mẫu xe nói chung là rất là thông dụng hiện nay. Một mẫu xe khá là chất và rất là bền bỉ. Thì anh em nào mà có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại 081-666-2386 nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em trước màn hình quý vị các bạn đây, đó là một chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 bản thiếu nhé. Xe đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Đấy, chiếc này em đang chờ bán giá tiền là 250 triệu đồng. Chỉ với 250 triệu đồng thôi anh em đã có một chiếc Hyundai i10 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Đấy, và về chỉ việc bấm biển vào tên là xong thôi. Một chức năng rất là ok. Xe thì vừa về nên là hơi bẩn một chút. Con này thì nó là bản thiếu, bản thiếu nhưng đã lên được la răng đúc rồi. Màn hình DVD cam lùi, đèn gầm và khóa khiển theo xe luôn. Ghế lỉ của nó còn rất là nguyên bản này. Anh em nhìn thấy nội thất của nó rất sạch sẽ luôn, đúng không ạ? Đây là một chiếc xe mà đã qua taxi dịch vụ nhé. Đấy, đây là một chiếc xe dịch vụ, không phải xe gia đình. Nhưng mà chiếc xe này thì khá là chất cho anh em. Mình cứ báo chuẩn thế để anh em xa gần đấy có thể tham khảo. Tất cả những tay ốp cửa đều là mạ inox chrome rồi, rất là sạch sẽ và sáng bóng. Đèn gầm đầy đủ, la răng đúc. La răng đúc của nó cũng rất là đẹp nha anh em nhé. Hyundai 2015 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2019 này. Biển 76A03839, một cái biển cũng rất là đẹp, nhưng mà em rút hồ sơ rồi thì là về anh em chỉ bấm biển vào tên thôi. Thì với giá tiền thì 250 triệu đồng, anh em có thể đến tham khảo. Mình có thể là lộc lá rồi là anh em mình có thể là thương lượng một chút về cái giá cả của chiếc xe. Còn đối chất xe thì anh em không phải suy nghĩ, không phải bàn gì ạ. Đây là một chiếc xe thì nguyên bản của nó là màu xanh. Đấy, nguyên bản của nó là màu xanh nhưng mà em về em cũng đã đổi màu. Đấy, thì cái đấy thì nó không quan trọng. Về chỉ việc bấm biển vào tên cái là cá là ok rồi. Đúng không ạ? Nội thất của chiếc xe thì khá là ok. Keo chỉ thì zin cả xe anh em nhé, không mất một phân keo chỉ nào luôn. Xe mới chạy được có 10 vạn, sản xuất 2015 chạy được 10 vạn anh em nhé. Mình xin thông báo đây là một chiếc xe taxi dịch vụ ra nhưng mà chạy được 10 vạn chuẩn. Đấy, ghế lì ở nữa vẫn còn nguyên bản theo xe này. Trần đã được bọc một lớp ni lông. Đấy, màn hình DVD và cam lùi thì rất là đầy đủ cho anh em. Ok chưa? Đấy, anh em nào mà đúng chân thì có thể liên hệ cho mình. Gương kính chỉnh điện hết anh em nhé. Tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động bình thường. Rất là ok đúng không anh em nhỉ? Thì anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy Grab thì rất là ok. Vì là đời của nó là đời 2015 nên anh em không bao giờ phải suy nghĩ gì về chiếc xe này. Chạy rất là êm anh em nhé. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua về chạy gia đình hay là dịch vụ thì chạy chiếc này khá là ok đấy.
Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy cho anh em xem về về cái chất máy của chiếc xe này xem nó như thế nào. Đây là ma khoang máy của chiếc xe này anh em nhìn đấy ạ. Vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu cho anh em mẫu xe Hyundai i10 sản xuất 2015 bản thiếu và đang chào bán giá tiền là 250 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với mình. Quý vị và các bạn xem video đừng quên like và đăng ký kênh cho mình nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.